Ủa? Cái này là nặng 30 kg không sao hết. 40 kg. 40 kg. 40 kg, 50 kg là bình thường, nhưng mà đồ của mình khi mà phơi và sấy giặt sấy 9 kg, sấy không còn có 3-4 kg. À, đúng rồi. 3-4 kg đồ, nói tải trọng để mà thật ra đồ mình phơi đâu có tới 50 kg, nhưng mà cái tải chịu 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 lực của nó là tới 40 kg. Được hai mươi mấy bộ đồ, nhưng mà có thể phơi được nhiều hơn nữa. Cái thanh tròn ở đây có thể móc, phơi thanh tròn ở đây móc được đồ nữa, và phơi được nhiều cái tấm ga đó. Anh kéo cái này kéo ra là quần là phơi cái tấm ga đó. Đèn led sấy gió. Rồi, hiểu rồi. Ok.